Xin chào, buổi sáng trở lại với những thông tin về thời tiết. Chị Minh Châu này, tuần trước Hà Nội và Bắc Bộ thì nóng hầm hập cả ngày lẫn đêm, có thời điểm lên tới 40 độ. Nhận định đợt nắng nóng hiện tại thì có gay gắt như trước không chị? Vâng, chị Huyền, theo đánh giá của các chuyên gia thì đợt nắng nóng lần này thì sẽ không gay gắt bằng đợt trước đâu ạ. Nếu như mức nhiệt cao nhất của đợt trước là từ 37 cho đến 40 độ thì đợt này sẽ phổ biến là từ 35 cho đến 37 độ, chỉ có một số nơi là trên 38 độ. Dự báo nắng nóng thì sẽ duy trì cho đến hết ngày mai, còn từ thứ tư đến thứ bảy thì một đợt mưa dông sẽ quay trở lại miền Bắc, làm cho trời dịu mát hẳn và nhiệt độ giảm xuống còn từ 28 cho đến 32 độ. Đối với khu vực Trung Bộ thì nắng nóng kéo dài hơn đến thứ năm tuần này, mức nhiệt cao nhất phổ biến là từ 35 cho đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Và vào 3 ngày cuối tuần, tức là từ ngày 1 và ngày 2 tháng 7 thì mưa dông sẽ xuất hiện về chiều giúp cho trời bớt nóng. Vâng ạ, miền Bắc và miền Trung thì nắng nóng, thế còn khu vực ở Tây Nguyên và Nam Bộ thì có mưa không chị? Vâng, trước tiên đối với Tây Nguyên thì chủ đạo sẽ là ít mưa và nắng nhiều. Và tiết trời này thì sẽ duy trì cho đến ngày thứ tư, với nhiệt độ cao nhất là từ 29 cho đến 32 độ. Còn từ thứ năm trở đi thì mưa nhiều lên, tập trung về chiều. Quý vị cần đề phòng với lốc xoáy và gió giật mạnh. Còn đối với Nam Bộ thì chỉ ít mưa trong ngày hôm nay. Dự báo từ ngày mai đến cuối tuần trời sẽ có mưa dông rải rác về chiều, có điểm mưa to, kèm nguy cơ về lốc sét và gió giật mạnh. Chuyển sang thời tiết biển, ngày hôm nay khắp từ vịnh Bắc Bộ trở vào đến Cà Mau cùng với hai quần đảo là Hoàng Sa và Trường Sa, gió sẽ không quá cấp 5. Đối với trái lại thì vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang cảnh báo mưa dông có thể đi kèm với lốc xoáy và gió giật mạnh nguy hiểm. Vâng, cảm ơn chị về những thông tin vừa rồi. Và chương trình sẽ tiếp tục với bảng nền nhiệt độ chi tiết cho các tỉnh thành trên cả nước trong 3 ngày tới.